Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ cầm con Grand đi top nha các bạn. Nó về gì? Phát này tài. Tài. Rất tài. Đi top đối đầu con nào đây? Vãi Akali. À không, mình đánh kéo cả Mordor Kaiser. Thế này cũng hợp lý. Không sao cả. Quánh được các bạn ạ. Vẫn là tài. Thấy chưa? Hết tiền rồi. Anh đổi phát hỏng. Quá là hỏng luôn. Grand nha các bạn. Grand. Con này con tướng quá là khỏe chứ không phải khỏe nữa. Chuẩn. Cắm mắt đầy phát xong rồi lên đây. Mình nghĩ mình sẽ phải lên E mà thôi. Lên E để mà tránh xong rồi đánh. Quay này khỏe vãi à. Người chơi dính thấp ít người chơi. Không bị chín. Chú khi ở bên trong màn xương quen nhá. Họ bay vị trí. Ai à. Quen triệu hồi màn xương lam giúp cô trở lên không thể bị chỉ định với mọi kẻ địch bên ngoài vùng xương. À, hiểu rồi. Nhưng cái đứa nào mà ở bên ngoài cái vùng xương đấy thì sẽ không thể đánh được con này. Khỏe phết. Bên trong thì vẫn có thể đánh nha. Thế thì giao tranh về à? Có AD đứng ngoài cứ lên rồi. Bật đúp lào vào bật đúp. Quá là ok. Nội tại này cũng khỏe cơ. Cắt ra máu luôn. Sao nào? Khỏe nhỉ? Bạn đánh ai vậy? Rồi. Đau nha. Sao? Ui, tiếc thế, nó mất flash kìa. Mất flash. Đèn chưa. Lên 2 đi, cho chắc. Chắc cú. Mình đánh không cần flash không quen. Giời ơi, quên mất. Sao? Ơ! Chịu rồi. Thôi. Quái đi đi. Nó level 4 đi. Lỗi em, các anh thay em. Thôi. Hỏi chấm. Mình cứ hỏi chấm thôi. Không bảo được. Giờ mình ngầu chiều thua ấy. Lên này. Lên bắt này. Đánh nó được. Đánh thoải mái luôn. Thôi đi về có gì đâu. Dọa cho.
Đã level 5 rồi, thôi xin đấy. Ghê nhỉ. Lên được hẳn kia luôn. Sao? Thôi em xin. Em xin đấy. Tội không biết. Tôi không để ý cái đây lắm. Ê, nó có giáo rồi. Thôi em xin đây. Về. Phê quá trời. À, không về được cơ. Cứ ngỡ là ăn được mọi kèo nhưng không. Kèo bịp. Làm gì đây? Về thôi. Quá đùa. Tao mà lên được cái này mình chết. Ây, nó bảo mòn trụ rồi. Khó quá. Vậy mà đánh ngay. Sao ấy? Chơi.